Hello, chào mọi người. Lại là series xe cổ, xe nhập Nhật. Hôm nay em lên cho mọi người một con Cúp 90. Con này đời là 206. Nói không với bán dậm nha, không nói không với lại mông má xi mạ nha mọi người. Zin 100% nha. Con này đời 206 đi 2600 cây. Giỏi theo xe. Sơn xi zin nguyên con luôn. Yên rất là đẹp, ba ga đẹp, nói chung cái xe nó liền cực kỳ luôn. Rồi em mời mọi người theo chân em nha. Đi vô phần chi tiết. Cao tay rất là đẹp nha, nút kèn đẹp luôn nè. Đó, kèn đèn này kia xi nhan đầy đủ luôn nè. Mặt đồng hồ đẹp nha mọi người. Kim chỉ đỏ nha. À. Nút rất là đẹp, full luôn. Xi nhan cho đèn này kia, nước xi mạ này kia là nguyên bản của nó nè. Cái này nó có nhăm nhăm chút xíu nha. Cái đời này là xi trắng nha mọi người. Mặt đồng hồ sáng đẹp nha. Đó. Sau cái ổ khóa này còn rất là dày, nghe tiếng rất là hay. Rồi. Chó đẹp, kính đẹp, xi nhan đẹp nha. Mặt nạ đẹp. Mọi người xem cái mặt nạ nè. Mặt nạ đời cao nha mọi người. Đời này 206 rồi. Tới đùm nha. Mỏ già 90 với lại 70 nó sẽ có cái miếng nhựa trắng này. Nước bạc. Cái xe màu bạc đó mọi người đi nhìn nó sáng xe lắm. Kiểu như đi nó sang, thích màu bạc này. Rồi xi zin tầng hết trơn luôn. Kể cả con ốc này, zin hết. Cái đát vỏ của nó đây ha. 0906. Ga vỏ rất là cao luôn. Người xem ha, không có mòn nhiều đâu. Cái đát nó đây 2006, tháng 2 năm 2006 ha. Đùm đẹp. Xi mạ này kia là 7 màu ốc ánh luôn. Ốc tán ra sáng nha. Đó, cầm zin theo thời gian. Cầm sáng bóng. Rồi. Vỏ đây. Made in Japan. Sản xuất tại Nhật. 70, bửng rất là đẹp luôn. Yên đẹp. Tem tí chữ nghĩa đầy đủ ha. À, full chức năng nhé. Quay cái đầu cho nó xong cái, hai cái đi. Rồi mình quay tiếp. Đó. Tới phần yên. Thích cốc cốc luôn nha. Yên rất là đẹp nha mọi người. Muối nè. Cao ngu ngút luôn. Đậy lại. Nắp xăng. Nắp xăng 7 màu ha. Ốc tán 7 màu. Đó. Khóa xăng đẹp. Thùng xăng zin nha. Không bắn dặm nha mọi người. Mở cái này ra kìa. Nắp xăng đẹp nha. Cái này là cái hơi xăng nó bay lên nó mang ngà vàng thôi. Rồi. Một cái chìa khóa thì mở được 4 chỗ nha. Nắp xăng, công tắc này. Rồi khóa nón. Khóa nón. Khóa nón ở đây. Rồi khóa cổ ở đây. 4 chỗ. Ba ga thì khỏi phải bàn về chất lượng luôn mọi người. Mọi người xem ha. Lấy nét đây nè. Bóng dữ lắm luôn. Ốc tán thì 7 màu luôn. Đó. Tới phần lốc. Lốc zin nha. Không bắn dặm nha. Lốc zin. Cốp zin. Tem zin. Bọc sơn zin. Và gác chân cũng zin luôn. Tem zin đầy đủ hết. Zin 100% luôn. Rồi. Ray cần số nè. Ray cần số nè. Đầu bò nha. Ốc tán thì xanh lè luôn ha. Nguyên bản hết. Con này em gắn bửng lên để mọi người dễ hình dung. Đầu bò rất là đẹp luôn ha.
Khoang máy thì đẹp cực kỳ khỏi bàn. Quay qua tới bên đây, cái càng của nó nè, sáng lắm. Đầu bò ốc tán bảy màu hết. Gai càng thắng nè mọi người, rất là đẹp nha. Rồi lóc zin, nó có chấm nhẹ xíu này xíu, chính cái chân ống quần đó mọi người. À, người ta kêu là cọ cái miếng vải cái chân vô đây chứ. Ốc tán đẹp nè, cái này nắp nhớt đẹp nè, lóc zin nè, tem tiết zin theo xe nè, tem lóc zin luôn nha mọi người. Cái giò đạp rất là đẹp luôn nha, cái giò đạp giống như là mới xi lại. Bô nè, bảy màu, bô này chưa có lau chùi nha, chưa có lau luôn mọi người xem nè. Nó bị gọi là đất á, dính ố ố này như là rửa mà không có lau lại á, lau ra một cái bóng loáng hết luôn cái bô này. Rồi ốc tán bảy màu hết, chân phuộc keo rất là đẹp luôn. Cái chân keo này nha, nhiều cái con xe thùng mà nó vẫn không có được vậy, nhiều con xe thùng nó vẫn bị nổ nha, chân keo này. Nước sơn zin, mọi người xem cái ổ khóa nè, ổ khóa nước sơn xanh lính rất là đẹp nè. Yên thì cực kỳ khỏi cái bàn đó. Bô đẹp, yên đẹp, nó chi hết trơn rồi. Bát thắng nguyên bản hết nha. Còn mọi người muốn biết cái đời nào mà bát thắng màu gì hay là đùm màu gì, cầm màu gì này kia thì có thể, nếu muốn biết có thể hỏi em tư vấn cho. Ốc tán zin theo xe, chân phuộc đẹp. Rồi hộp xích zin Araya 206 nè mọi người, thấy không? 206 nha. 206 đó. Nguyên bản. Cái xe thì đi rất là phơi. 90cc, dặn cái là có liền, máy cực kỳ mạnh luôn. Ganty Nguyễn Như, khói đen nha mọi người, khói đen là khói trong cái bô, mà khói xanh đó, mới là khói lỏng bạc. Máy cực kỳ lực luôn, Ganty Nguyễn Như. Xe này cái ở ngoài ngoại hình của nó rất là đẹp, do là trời mưa nè, cho nên là nó không đủ ánh sáng. Rồi xe hiện đang Campuchia nha mọi người. Mọi người có quan tâm thì có thể liên hệ em nha, em hỗ trợ cho mọi người ship toàn quốc, giấy tờ thì anh em mình tự lo nha. Xe này là zin 100% đời 206, cúp 90, màu bạc. Con này sơn xi zin phải nói là siêu phẩm luôn. Em bán cái giá rất là dễ chịu. Mọi người có thể liên hệ em để được cái giá ưu đãi nhất nha. Chào mọi người nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người sức khỏe nha, công việc hiệu quả. Có cần xe gì có thể nhắn em. Nay em về một con K125 với lại một con CD đời 2021 gì đó, tem đỏ, mà siêu cọp 200 cây số thôi, vỏ theo xe này kia đầy đủ hết. Rồi em chào mọi người nha, chúc mọi người sức khỏe. Bye bye mọi người. Nguyễn Kho Cúc